Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện và khởi tố 35 vụ về tội phạm ma túy liên quan đến 39 bị can. Các vụ án đã khởi tố đều thuộc nhóm hành vi tàn trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 400 vụ với trên 860 người sử dụng trái phép chất ma túy, tăng hơn 293 vụ so với cùng kỳ năm 2017. Đáng lo hơn cả, ở vùng đất mũi này, nhiều nơi cuộc sống còn khó khăn, nhưng đối tượng tàn trữ, sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là ma túy đá, ngày càng trẻ hóa. Trong khi những vụ ma túy bị triệt xóa, có thể thấy thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi. Không ít vụ còn tàn trữ nhiều hung khí, sẵn sàng chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày gần đây, tình hình tội phạm ma túy thì chúng tập trung là thành nhóm. Là thường đó là tổ chức là sử dụng vô các cái vũ trường, quán bar, karaoke, nhà nghỉ, nhà cho thuê tháng. Thì chúng là tổ chức sử dụng ma túy, thường là ma túy đá. Không chỉ lo ngại tình trạng trẻ hóa của các đối tượng phạm tội về ma túy, nay ở nhiều tụ điểm vui chơi lại bị một số đối tượng lợi dụng để tụ tập, lôi kéo thanh thiếu niên vào con đường nghiện ngập. Đối tượng Huỳnh Minh Nhật, 36 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Cà Mau, bị bắt trước quán bar Gossip là một điển hình. Ở thành phố Cà Mau, vẫn là nơi tàn trữ và sử dụng ma túy tổng hợp chiếm tỷ lệ cao so với những địa phương khác ở vùng đất mũi. Tội phạm ma túy thì về vấn đề cái cơ bản, các cái lực lượng tham gia triệt phá một cách là triệt để với cái tinh thần trách nhiệm hết sức là cao. Cho nên về cái số vụ thì nó có nhiều hơn so với cái cùng kỳ năm 2018. Cụ thể là 6 tháng đầu năm đã là khởi tố là 20 vụ có liên quan đến là 18 cái đối tượng về vấn đề cái mua bán và tàn trữ các chất ma túy. Một vấn đề đáng báo động, nóng bỏng hơn là trong quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng phạm tội ma túy, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều hung khí như dao tự chế, súng, mã tấu, gậy điện. Đối tượng sử dụng hiện nay đó thì tập trung là sử dụng loại ma túy tổng hợp. Thì ma túy tổng hợp này nó dễ sử dụng thì vô vào các cái vũ trường, quán bar thì để đối tượng nó sử dụng. Thì nếu nó sử dụng là thường xuyên, lâu dài thì nó gây ra cái bị là cái bị tổn thương về cái bộ não. Rồi từ đó nó là gây loạn tâm thần, rồi nó gây ra mất cái trật tự, làm ảnh hưởng cho cái tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn của tỉnh. Để hạn chế và ngăn chặn tệ nạn ma túy, bên cạnh những giải pháp đồng bộ và quyết liệt của các cơ quan chức năng, cần người dân chung tay với chính quyền tố giác và đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này. Một khi cộng đồng đã chung tay, sẽ góp phần đẩy lùi ma túy ra khỏi các địa bàn dân cư và đời sống xã hội.